Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Đỉnh lũ năm 2019 xuất hiện vào cuối tháng 9. Tin trong nước, khai thác dầu thô trong nước sụt giảm. Tin thế giới, ngành tái chế toàn cầu chao đảo khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và cán bộ Tiền Khởi Nghĩa hiện còn sống trên địa bàn phường 2 và phường Tân Khánh. Thành phố Tân An có 9 mẹ Việt Nam anh hùng, 15 thương binh nặng, 3 anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ Tiền Khởi Nghĩa hiện đang còn sống. Phó Bí thư Thành ủy Tân An bà Nguyễn Thị Thu Trinh ân cần thăm hỏi sức khỏe và hoàn cảnh các gia đình có công với nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, chúc các gia đình sống vui sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực qua các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn Long An, vào cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng ở mức 2,5 đến 2,8 m. Đỉnh lũ năm 2019 ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, nhỏ hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2019. Theo đó, vào đầu đến giữa tháng 8, do kết hợp với triều cường và nước thượng nguồn đổ về nên tại khu vực Đồng Tháp 10 có một đợt nước lên gây ngập cục bộ một phần diện tích những vùng trũng, vùng thấp ở hai huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, một phần huyện Tân Thạnh. Cần đề phòng cường suất mực nước lũ lên nhanh do kết hợp mưa lớn, triều cường, mực nước lũ thượng nguồn đổ về. Dự báo mực nước đỉnh lũ năm 2019 tại trạm nội đồng phía bắc của tỉnh ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2. Tại Tân Hưng đạt sấp xỉ từ 3 đến 3,2 m, tại Vĩnh Hưng đạt sấp xỉ từ 2,9 đến 3,1 m. Tại Mộc Quá trên sông Dàm Cỏ Tây đạt mức từ 1,9 đến 2,1 m, cao hơn đỉnh lũ năm 2018 từ 10 đến 20 cm ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2. Còn tại vùng hạ lưu của hai sông Dàm Cỏ, thành phố Tân An và các huyện vùng hạ giang sông có những đợt triều cường mạnh vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Đỉnh triều cường cao nhất năm xuất hiện vào những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 ở mức 1,6 đến 1,65 m, sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3. Gây ngập theo triều tại những vùng trũng thấp hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác. Thưa quý vị, Cần Đức là huyện vùng hạ của tỉnh Long An, nằm dọc theo sông Dàm Cỏ Đông. Lúc này đang vào cao điểm của mùa nắng nóng, khô hạn và nước mặn xâm nhập mạnh nhất trong năm. Huyện Cần Đức phát huy hiệu quả và bảo vệ hệ thống thủy lợi như thế nào? Công tác phòng chống hạn mặn ra sao? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong phóng sự hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Huyện Cần Đước có 3 cống đập chính bao gồm cống đập Đôi Ma, Bến Trễ và Xóm Bồ, có chức năng cung cấp nước ngọt, tưới tiêu, rửa phèn vào mùa mưa, ngăn mặn xâm nhập trong mùa khô hạn. Nối liền 3 cống lớn này là tuyến đê bao dài gần 20 km qua các xã Long Can, Phước Tuy, Tân Ân, ven sông Dàm Cỏ Đông. Từ 3 cống lớn này có trên 50 km kênh thủy lợi nội đồng và hàng chục cống phụ khác tạo thành hệ thống thủy lợi nội đồng cung cấp nước sản xuất, nông nghiệp cho toàn bộ 9 xã Dùng Thường và thị trấn huyện Cần Đước. Ngoài chức năng thủy lợi, hệ thống đê bao này còn là đường giao thông nông thôn liên xã liên ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sinh hoạt đi lại của người dân. Nhờ hệ thống cống đập đê bao kênh rạch này mà huyện Cần Đước chủ động phát huy hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy hải sản. Từ khi mà hai hệ thống này mà đập thủy lợi này đi vào vận hành thì phải nói là phần lớn diện tích của xã Phú Tuy thì đã được ngăn mặn trữ ngọt, thì sản xuất được coi như 2 vụ, và năng suất thì phải nói là bình quân mỗi vụ phải là từ 4,5 hecta trở lên, thì từ đó coi như là cái đời sống của người dân coi như được nâng lên rất nhiều. Bên cạnh đó thì phải nói là cũng tạo điều kiện cho cái khi mà đã được ngăn mặn rồi, ngăn triều cường được rồi, thì phải nói hệ thống giao thông của địa phương cũng phát triển rất ổn định. Để chủ động nguồn nước phòng chống hạn mặn, các trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, thông báo chất lượng nước trên sông và trong nội đồng, xây dựng lịch đóng mở cống. Các cống đầu mối được triển khai về cho các xã nhân dân biết để chủ động sản xuất phòng chống xâm nhập mặn vào đồng ruộng trong mùa khô, khuyến cáo người dân có kế hoạch dự trữ nước trong kênh rạch ao mương phục vụ cho sản xuất.
Rồi khi có đào bới xới rồi ấy này kia nọ thì tôi là cùng kết hợp với ở ủy ban xã để cùng để đến để đến hậu đó để là lập biên bản để là xử lý vi phạm công trình. Hàng năm bên cạnh nguồn ngân sách tỉnh, huyện Cần Đước cũng đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để nạo vét kênh mương, duy tu, bảo dưỡng, gia cống đê bao, bờ bao, cống đập nhằm đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy lợi. Tuy nhiên, vào mùa khô hạn, một số hộ nuôi tôm ven đê vẫn tự đào bới, đặt ống dẫn nước sông vào các ao tôm, gây hư hại mặt đê, thân đê và gây nhiễm mặn vào khu vực nội đồng, ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu của các hộ trồng rau. Trong khi lực lượng nhân viên bảo vệ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh bố trí tại các trạm thủy lợi, chính quyền địa phương, cụ thể là các xã có tuyến đê bao đi qua, cần quy động dân tại chỗ tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ sự an toàn cho hệ thống đê bao. Theo Bộ Công Thương, trong quý một vừa qua, do khai thác trong nước sụt giảm, nên Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2,4 triệu tấn dầu thô, tương ứng giá trị khoảng 900 triệu đô la Mỹ. 2,4 triệu tấn dầu thô nhập khẩu là mức tăng đột biến cao gấp 28 lần về lượng so với cùng kỳ năm trước. Việc nhập khẩu tăng mạnh trong quý 1 là do sản lượng khai thác dầu thô trong nước sụt giảm, trong khi nhu cầu gia tăng sau khi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ cuối năm vừa qua. Tính chung sau 3 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu thô trong nước ước đạt 3,3 triệu tấn, như vậy đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Thái Lan vẫn là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất sản phẩm dầu thô của Việt Nam. Xuất phát từ khát vọng bảo vệ môi trường và phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai phát động đăng ký tham gia phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh dành cho khách du lịch thoải mái như ở nhà, Comfort at Home. Từ tháng 5 năm 2019, mô hình nhà vệ sinh cộng đồng thoải mái như ở nhà, Comfort at Home được triển khai ra các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là đến hết năm 2019, các tuyến đường chính tại các huyện thành phố trọng điểm về du lịch cơ bản sẽ có nhà vệ sinh cộng đồng phục vụ khách. Mô hình nhà vệ sinh cộng đồng thoải mái như ở nhà, Comfort at Home, được triển khai đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2015. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương thứ 7 trong cả nước triển khai mô hình này. Mô hình được thực hiện bằng hình thức nhà nước vận động, các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mở cửa nhà vệ sinh hiện có để phục vụ nhu cầu của người dân du khách. Các nhà vệ sinh này được dán logo nhận diện để người dân du khách sử dụng miễn phí. Sau buổi lễ phát động, đã có 1.200 cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết triển khai mô hình. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu sẽ tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt ít nhất 12% vào năm 2020 và ít nhất 15% vào năm 2025. Đó là mục tiêu của kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành. Để đạt tỷ lệ tái chế, tái sử dụng ít nhất 12% chất thải rắn sinh hoạt, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện phân loại chất thải một cách đồng bộ, phát huy những sáng kiến góp ý và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng. Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ được triển khai tại quận Hải Châu từ tháng 7 tới và tại các quận, huyện còn lại bắt đầu từ tháng 9. Kinh phí thực hiện năm 2019 đã hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Từ năm 2020, thành phố sẽ nâng cao chất lượng phân loại rác, phân loại nhóm chất thải rắn sinh hoạt kích thước lớn, chất thải xây dựng, giảm áp lực về chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, góp phần xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường. Nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đặc biệt, nhóm đối tượng người già và trẻ nhỏ cần lưu ý hơn cả để có phương pháp dự phòng tốt nhất, tăng cường đề kháng, tránh để nhiễm khuẩn. Cứ bắt đầu vào mùa nắng nóng, bà Phạm Thị Thảo ở tỉnh Hưng Yên lại cảm thấy mệt mỏi, huyết áp tăng cao. Đặc biệt, bà có tiền sử bệnh đái tháo đường và từng bị đột quỵ, nên việc chăm sóc sức khỏe thời điểm này được bà và gia đình đặc biệt quan tâm. Lần này thì là liệt lửa người, thế mới lại méo mồm, ngã cái kiểu đi về thì là nóng quá, rồi nó mệt mỏi, tiểu đường nó lên. Hôm nay đến ngày thứ 5 thì gần như bệnh nhân đã phục hoàn toàn. Và như các bạn thấy, khi tình trạng bệnh nhân khi ra viện thì bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy đi lại được.
kèm theo đấy thì có một cái chế độ bọn mình đã trong vòng 5 ngày đấy thì bọn mình đã tìm, bọn mình đã cố gắng kiểm soát các yếu tố như tăng huyết áp, đường máu. Theo các bác sĩ, trong mùa nắng nóng, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý về chăm sóc sức khỏe. Nguyên nhân là do cơ thể họ có sức đề kháng kém nên nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Thêm nữa, chưa thể thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Chúng tôi xin có những lời khuyên đối với người dân cần phải hoạt động ở trong các cái môi trường nó đặc biệt, ví dụ như là các bác nông dân ở trên cánh đồng nắng nóng, rồi các những người làm việc trong cái điều kiện lò cao hoặc là làm việc trong cái điều kiện nắng nóng phải hết sức là chú ý, ví dụ như tránh cái thời điểm mà nắng nóng nhất là từ 12 giờ đến 16 giờ là thời điểm rất nắng nóng. Để dự phòng các bệnh trong mùa nắng nóng, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần phải uống đủ nước, dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung các loại trái cây để tăng cường sức đề kháng, cần tránh ra trời nắng nóng khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ, bởi đây là thời điểm nắng gắt, tia tử ngoại cao. Nhiệt độ trong phòng điều hòa và ngoài trời không được để chênh lệch quá lớn, tốt nhất nên bật ở mức từ 25 đến 27 độ.